Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đập hộp laptop mới cùng Đúng Laptop. Các bạn biết không, Noel vừa đi qua rồi phải không? Chúng ta sắp chào đón một năm mới. Hôm nay Đúng Laptop vừa về được một mẫu laptop gaming của Lenovo, đó là Legion 5. Các bạn hãy xem là cùng mình đi vào khám phá xem cái sản phẩm này nó có gì đặc biệt, nó có gì hot với mình tin chắc rằng cái sản phẩm này nó sẽ rất là ngon trong dịp cuối năm này. Các bạn hãy cùng mình đi vào khám phá nhé. Vâng, mẫu laptop Lenovo Gaming mình đang có ở đây là Legion 5 với mã máy là 17AC H6. 17 nó là màn 17.3 inch các bạn nhé. Cấu hình mình đang có là AMD Ryzen 5 5600H, RAM 8GB, SSD 256, Vega RAID là GTX 1650. Các bạn hãy cùng mình đi vào đầu hộp luôn nhé. Nó là máy 17.3 inch nên là hộp nó rất là to. Siêu của máy đây các bạn nhé. Còn nguyên siêu này, thiết kế rất là đẹp. Hộp ra hoàn tráng. Và Lenovo, mình thấy rằng là Lenovo đóng hộp rất là chắc chắn và cẩn thận. Hộp chị. Đây là logo Legion. Sạc đây. Hộp sạc nhìn cũng hoành tráng, đóng hộp rất cẩn thận. Sạc là 230W các bạn nhé. Đến sạc là tháng 7 năm 2021. Rồi. Khám phá xong máy. Logo rất nhiều. Sách hướng dẫn. Wow, máy đã xuất hiện rồi. Trên cái sản phẩm của năm 2021 này mình thấy là màu sắc nó khác biệt một tí nhá. Nó hơi ngả xanh, màu xanh ngọc, rất đẹp, rất đặc trưng. Màn 17 inch nhìn cực kỳ đẹp luôn. Cái cấu hình này bên mình đang có là màn 144Hz các bạn nhé. Đây, bên trong máy các bạn này. Nó đã khác so với năm 2020, đó chính là 2020 thì màu nó là màu xám, nhưng mà trên cái sản phẩm này nó là màu xanh ngọc thì nó đặc biệt hơn, khác biệt hơn. Mình sẽ bắt đầu tiến hành đi kích hoạt Win để xem là và kiểm tra sơ qua xem là nó có đồng bộ với thông số cấu hình của trên bao bì không. Mình bắt đầu kích hoạt Win nhá. Con này phím vẫn là led trắng các bạn nhé, led một màu thôi, không phải là phím led RGB đâu. Mình nhìn sơ qua về cái sản phẩm này thì mình thấy rằng là trên cái thiết kế của năm 2021 này nó có chút khác biệt một xíu xíu ấy. Nó chính là cái trackpad này nó hơi nhỏ so với tổng quan của máy. Đó, màn 17 inch mà thiết kế rộng hơn một tí nữa thì cái trackpad rộng hơn một tí nữa thì ngon. Nhưng mà anh em chúng ta trên những sản phẩm này chúng ta dùng, chúng ta chơi game hay giải trí thì đương nhiên là rất ít khi sẽ dùng đến trackpad này nhá. Bản này khá trắng trắng đấy. Trên các hội nhóm thì các anh em cũng rất nhiều anh em phàn nàn về cái bản lề của Legion. Nhưng mà mình thấy rằng sau khi mình đã bán khá nhiều sản phẩm, mình cũng làm về kỹ thuật thì mình thấy rằng cái bản lề của Legion này nó cũng khá là ngon. Nó không như mấy dòng dòng Legion 7 đâu. Legion 7 thì bản lề nó kém hơn một chút. Legion 5 bản lề rất là ngon. Trên sản phẩm này nó sẽ đi kèm là Win 11 bản quyền các bạn nhé. Win 11 rất là ngon. Chúng ta có thể trải nghiệm trên sản phẩm Win mới. Okay. Kích hoạt này thì nó sẽ mất một thời gian khá là dài. Win 11 khá dài, khá lâu. Okay. Mình sẽ tua nhanh nhé. Okay.
đã kích hoạt Win xong các bạn nhé. Hôm nay bên mình đập hộp cái sản phẩm này thì rất may mắn là có một anh khách, anh tên là Vinh, anh ấy đến trực tiếp shop và anh ấy muốn mua luôn cái sản phẩm này và đã đăng nhập cái tài khoản của anh ấy vào đây luôn. Cái Win 11 này thì kích hoạt nó khá là lâu, lâu lắm, khoảng 4 đến 5 lần Win 10. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra qua về thông số cấu hình của máy bằng phần mềm. AMD Ryzen 5 5600H RAM 8GB. Ok, chuẩn rồi. Win 11 Home các bạn nhé, 21H2. Vega NVIDIA GeForce RTX 1650. Ok. NVIDIA GeForce RTX 1650 các bạn nhé, chuẩn luôn rồi. Ổ SSD là Samsung 256 rất là ngon. Wi-Fi 6 rồi, như này thì cấu hình này thì khá là ngon, đường truyền sử dụng Wi-Fi 6 thì rất là ổn định. Ok. Bài nhạc xem là chất lượng loa là như thế nào. Ok. Màn hình ở đây là có 60Hz các bạn. 60Hz. Nó sẽ bên mình đặt về là trên thông số của web là 140Hz. Cái này mình sẽ phải xem lại xem thế nào. Ok. Màn hình thì rất là sáng và đẹp rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tắt máy và đi đến bước tiếp theo. Ok, vừa rồi là mình đã đi kích hoạt Win và kiểm tra sơ qua về thông số, về cấu hình, thiết kế bên ngoài và xem là bên ngoài nó có vấn đề gì không. Nó đã rất là ok rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cái bước tiếp theo, đó chính là khám phá nội thất các bạn cùng mình nhé. Ok các bạn, nội thất của Legion 5 đã xuất hiện trước mặt mình các bạn nhé. Đó, là đáy của máy này, đúng không? Thiết kế bằng nhựa thôi, đúng không? Nhựa rất là dẻo, chắc chắn. Okay. Ở đây mình nhìn lướt qua thì thấy rằng khả năng nâng cấp của sản phẩm này rất là ngon. Nó có sẵn hai slot để nâng cấp SSD. Đây RAM các bạn nhé. Chúng ta có thể hai slot RAM, chúng ta có thể nâng cấp thêm cắm thêm RAM vào đây nữa. Một thanh 8GB đang chạy rồi. Để cho hiệu năng của cái sản phẩm này tốt thì chúng ta cứ cắm đua chạy đua RAM thì hiệu năng rất là ngon. Quả rất to, 4 hốc tản nhiệt cực to. Như này tản nhiệt thì cực kỳ là ngon rồi. Ống đông tản nhiệt này. Đây là Vega, bên này là CPU. Rồi, tem logo này. À, pin là 80Wh các bạn nhé, cục pin rất là to, hai giải loa. Sản phẩm này chúng ta có thể nâng cấp thêm một ổ 2.5, chúng ta có thể nâng cấp ổ 1T hoặc 2T, HDD hoặc anh em nào có điều kiện thì chúng ta nâng cấp SSD để lưu trữ dữ liệu thì cực kỳ ngon rồi. Khe M2 ở đây nữa. Nếu mà nâng cấp khe M2 bên này thì bắt buộc phải bỏ cái ổ 2.5 đi, bởi vì nó sẽ nằm ở trên này. Hai giải loa rồi, có kết nối này. Cổng kết nối cũng rất là đầy đủ. Trên sản phẩm này nó có hai cổng Type-C luôn các bạn nhé. Mặt sau một cổng và bên tay trái một cổng. Cổng tản nhiệt, cổng kết nối thì gần như là được đẩy hết ra đằng sau. Bên phải bên trái thì mỗi bên có một cái cổng tai nghe 3.5 này, Type-C và bên này một cổng tai A. Rồi, ok. Nói chung là khả năng nâng cấp của sản phẩm này rất là ngon.
hơi buồn một xíu, đó là trên thông số web bên mình đặt là 144Hz thì về đây nó lại là 60Hz. Cái này bên mình sẽ cần phải có thời gian để khiếu nại bên vận bên order. Rồi ok, mình sẽ đóng hàng lại nhé. Vâng, vừa rồi là pha khám phá nhanh của mình về sản phẩm Lenovo Gaming Legion 5. Các bạn thấy sao? Các bạn có muốn sở hữu sản phẩm này không? Hay muốn trải nghiệm sản phẩm này không? Các bạn hãy đến ngay với đúng laptop số 43B Thái Thị để được trải nghiệm sản phẩm, hoặc inbox ngay trên fanpage của đúng laptop để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ những video đồng hộp tiếp theo của đúng laptop. Xin chào và hẹn gặp lại.